Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục audio của điện tử DT. Ở video này mình sẽ giới thiệu về loa toàn giải 2.5 inch 6W Samco. Sản phẩm là loa toàn giải với công suất là 6W và trở kháng loa là 6 ohm. Đường kính của loa là 2.5 inch. Các bạn có thể truy cập điện tử dt.com tìm kiếm với từ khóa DT4291. Sau đó xem các thông tin chi tiết khác của loa. Và ở đây mỗi khi mình giới thiệu về loa thì mình sẽ kết hợp với một mạch khuếch đại âm thanh tương đối là phù hợp với loa nha. Và hiện tại điện tử DT cũng có rất nhiều mạch khuếch đại âm thanh khác. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về mạch này. Mạch sẽ sử dụng chip khuếch đại là BM8610, nguồn cấp là từ 6 cho đến 15V và công suất ở ra 2 kênh với mỗi kênh là 10W đối với loa 8 ohm hoặc là 15W đối với loa 4 ohm. Và bây giờ mình sẽ đấu vào loa. Và đầu tiên mình sẽ lắp một kênh với một loa và mình sẽ đánh với âm lượng là 50%. Sau đó mình sẽ kết hợp đánh cùng lúc hai kênh với hai loa và cũng đánh với âm lượng 50%. Và cuối cùng mình sẽ tăng âm lượng lên xem mức độ méo tiếng của loa đối với mạch này là bao nhiêu phần trăm nha.
Và do công suất của mạch này khá lớn so với lo, cho nên khi mình tăng lên âm lượng là khoảng 80% thì lo bắt đầu bị méo tiếng nha các bạn. Và do là mình sử dụng máy quay để ghi âm tiếng âm thanh do lo phát ra, cho nên âm thanh có thể sẽ không trung thực bằng trực tiếp ở ngoài. Nếu các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể đến địa chỉ trực tiếp cửa hàng để nhân viên kỹ thuật test cho các bạn nghe thử nha. Và video giới thiệu về loa toàn giải 256W Samco của điện tử DT đến là hết. Các bạn có bất cứ yêu cầu hay góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.